General Motors sẽ cùng với Ford áp dụng tiêu chuẩn fit cắm sạc Bắc Mỹ của Tesla và cung cấp cho người mua xe điện GM quyền truy cập vào mạng Tesla Supercharger theo một thỏa thuận được công bố vào thứ Năm, tờ Reuters thông tin. Động thái của GM theo sau một quyết định tương tự của Ford trong việc áp dụng tiêu chuẩn fit cắm sạc của Tesla, có nghĩa là ba trong số những người bán xe điện hàng đầu tại thị trường Bắc Mỹ hiện đã đồng ý về một tiêu chuẩn cho phần cứng sạc. Thỏa thuận đã được công bố bởi giám đốc điều hành GM Mary Barra và giám đốc Tesla Elon Musk trong một sự kiện Twitter Spaces. Các nhà đầu tư hoan nghênh thỏa thuận này và triển vọng về một tiêu chuẩn phần cứng sạc cho thị trường Bắc Mỹ. Phố Wall vừa vũ General Motors dùng chung hệ thống sạc EV của Tesla thể hiện ở cổ phiếu GM tăng hơn 4% sau tiếng chuông và cổ phiếu Tesla tăng 4%. Liên minh giữa ba nhà sản xuất xe điện đối thủ hàng đầu của Hoa Kỳ có ý nghĩa chính sách công và thương mại quan trọng. Chính quyền Biden đã áp dụng tiêu chuẩn hệ thống sạc kết hợp CCS của đối thủ là một yêu cầu để các công ty đủ điều kiện nhận hàng tỷ đô la trợ cấp liên bang cho các trạm sạc mới trên khoảng 7.500 dặm, 12.070 km của những con đường đông đúc nhất quốc gia. Liên minh giữa Tesla, Ford và GM thách thức hướng đi của Nhà Trắng. Nhưng Bộ trưởng Giao thông Vận tải Pete Buttigieg đã nói với CNBC vào tháng 5 sau thỏa thuận First Tesla rằng ngành công nghiệp cuối cùng sẽ hội tụ trên một hệ thống. Nhưng các bộ điều hợp sẽ cho phép sử dụng chéo. Tesla, GM và Ford cùng nhau chiếm khoảng 70% doanh số bán xe điện hiện tại của Hoa Kỳ. Các giám đốc điều hành trong ngành coi các đầu nối sạc EV khác nhau là rào cản đối với việc người tiêu dùng sử dụng xe điện rộng rãi hơn. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một điều tuyệt vời về cơ bản cho sự phát triển của xe điện, Musk nói trong cuộc trò chuyện trên Twitter Spaces với Barra. Tôi nghĩ rằng tất cả chỉ tốt hơn một chút, Barra nói. GM có thể tiết kiệm được 400 triệu đô la từ thỏa thuận, Barra nói với CNBC trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Năm. Hiệu ứng quả cầu tuyết. Từ quan điểm của người tiêu dùng, các thỏa thuận với các nhà sản xuất ô tô Detroit có vẻ như là một chiến thắng cho Tesla. Công ty đã đầu tư rất nhiều để triển khai các trạm sạc nhanh đặc biệt của mình trên khắp Bắc Mỹ, khi hầu hết các nhà sản xuất ô tô khác ủy quyền sạc cho bên thứ ba. Bộ siêu nạp Tesla chiếm khoảng 60% tổng số bộ sạc nhanh ở Hoa Kỳ và Canada, theo dữ liệu của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ. Chris Hato, nhà phân tích chính sách cấp cao của Consumer Reports cho biết con số này khá lớn. Tôi có thể thấy đây là một loại hiệu ứng quả cầu tuyết khi ngày càng có nhiều nhà sản xuất ô tô nhảy lên tàu và chuyển sang tiêu chuẩn Tesla. Đối với GM và Ford, các thỏa thuận là một cuộc cá cược rằng lợi ích của việc cung cấp cho khách hàng của họ quyền truy cập vào mạng lưới sạc nhanh rộng khắp của Tesla lớn hơn rủi ro mà khách hàng của họ sẽ thích những gì họ thấy và chọn Tesla cho lần mua tiếp theo. Liên minh giữa Tesla, GM và Ford gây áp lực lên các nhà sản xuất ô tô khác và các nhà khai thác mạng lưới sạc độc lập đã áp dụng tiêu chuẩn CCS. Việc Hoa Kỳ chuyển sang tiêu chuẩn của Tesla có thể gây khó khăn cho các nhà sản xuất trạm sạc đối thủ đã thiết lập cửa hàng ở Hoa Kỳ để sản xuất thiết bị tuân thủ các tiêu chuẩn CCS. David Winston của Morningstar Research cho biết có nhiều khả năng NACS sẽ giành chiến thắng ở Bắc Mỹ trước CCS. Ông nói thêm, các nhà cung cấp dịch vụ sạc khác vẫn có thể sử dụng tiêu chuẩn CCS và dựa vào bộ điều hợp để phục vụ các loại xe Tesla, Ford và GM. Cổ phiếu của các công ty thu phí Chappoy và Evgo đều giảm hơn 4% trong giao dịch sau giờ làm việc vào thứ Năm. GM cho biết họ sẽ trang bị cho EV các đầu nối dựa trên thiết kế tiêu chuẩn sạc Tesla Bắc Mỹ bắt đầu từ năm 2025. Năm tới, chủ sở hữu hiện tại của GM EV sẽ có thể sử dụng 12.000 bộ sạc nhanh Tesla ở Bắc Mỹ và bộ điều hợp sẽ được cung cấp. Musk cho biết Tesla sẽ không làm bất cứ điều gì để thích Tesla hơn khi ngày càng có nhiều thương hiệu đối thủ truy cập vào mạng Supercharger. Đó sẽ là một sân chơi bình đẳng. Điều quan trọng nhất là chúng ta thúc đẩy cuộc cách mạng xe điện. Giám đốc điều hành Ford Jim Farley đã tổ chức một cuộc thảo luận tương tự với Musk trên Twitter vào tháng trước, thông báo rằng nhà sản xuất ô tô số 2 của Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận với Tesla để cho phép các chủ sở hữu xe điện của họ tiếp cận hơn 12.000 bộ siêu nạp Tesla ở Bắc Mỹ vào đầu năm 2024. Tôi là Nam Phong, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.